Hello, Trần Lâm TV8 xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Vâng, tối nay thì Trần Lâm TV8 lại sang chỗ nhà cô Tuyết Trần đấy để tiếp tục ăn tối nhé, uống rượu. Đấy thì Trần Lâm TV8 lại quay tiếp tục chia sẻ video nhé. Hôm nay thì nhà cô Tuyết đón na thông gia ở trong Hà Tĩnh các bác nhé, cũng là anh em đây để tổ chức ăn uống. Thì Trần Lâm TV8 quay và chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn nhé cùng theo chân Trần Lâm TV8 nhé vào xem ẩm thực hôm nay bên nhà cô Tuyết như nào nhé. Quý vị và xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Bây giờ là gần 8 giờ tối rồi. Thì buổi trưa thì Trần Lâm TV8 đã quay và chia sẻ cho các bác cùng xem đó là dưới chỗ nhà cậu Bàng thích rồi cho qua đây mình nhá. Đấy, trời bây giờ là tối rồi nhá. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị các bạn cùng theo chân em. Let's go. Đấy, hôm nay thì bên nhà cô Tuyết đây thì các bác cũng đã biết Trần Lâm TV8 quay nhiều video rồi. Đây là quê hương Mạnh Tiến Hai, Yên Bồng, Lộc Thủy, Hòa Bình nhá. Hôm nay anh em lại tiếp tục sang đây quay ẩm thực. Hôm nay thì có khách của nhà cô Tuyết đây là bà trong bà thông gia trong Hà Tĩnh, cũng như bạn của Bùi Tuân. Thế hôm nay thì gia đình tổ chức có món tiết canh ngan quá. Đây, và bây giờ thì mời tất cả quý vị các bạn nhé cùng vào dùng cơm với gia đình nhé. Đây, hôm nay thì nhà cô Tuyết có khách thông gia với nhá trong Hà Tĩnh, cũng như là bạn này, cũng như bạn của Bùi Tuân. Thì hôm nay Trần Lâm TV8 thì sang đây thì ra rất nhiều video rồi. Hôm nay sang đây để tiếp tục quay video ẩm thực cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem nhá. Làm cái này lăng cho Facebook rồi. Facebook. YouTube được ra cả được. Đấy. Sống mai. Ôi chị thêm gì? Anh chỉ uống vài chén nhé để mấy con chào. Vài chén đi, mấy con chào. Vài chén luôn. Vài chén. Chúng mày bài nhá, mời anh em đi. Anh em mình đang làm này cũng quen nhỉ. Mình lại đưa thầy ba trẻ đầu tiên đi không? Không bên nào phải dừng sâu. Ông nó nói phải nhắc như vậy có được thời gian không? Thế còn về còn giá rượu chứ không phải thầy. Thế bên kia không rượu chè nhỉ?
Thì mà thông gia nhau thì chúc nhau chén như ngày nay. Nhớ nhớ. Làm mấy khi hai bà say hôm giờ. Chán ơi. Ôi, nhưng bà là nói cái xong không được. Dạ, dạ. Trong đây lắm rồi. Nó có qua nhưng mà thuộc xã nào cơ bà? Xã Thành Thán. Vậy là gần Từ Thiết à? Đấy. Vì chưa nghe chỉ thật chứ. Thì cô ai cũng ghét được nhau nè. Thành chất luôn thuộc cô ai. Ba Vì. Mì ăn chưa hay để lại đi. Ta đi. Nướng rồi. Còn cái này nó là trẻ nào đấy. Này, cái này ăn nó tay thì đẻ như này. Thôi tiếp tục đi. Cô này lấy vợ chưa? Ăn chưa? Chưa vẫn chưa vợ. Dạ. Ăn đi, biết bao nhiêu cô rồi? Đã biết bao nhiêu cô hay là ngay giờ đang yêu bao nhiêu cô? Nếu mà cái rút kinh nghiệm ấy là yêu phải lấy ngay, không có là mình là bị theo kiểu cái tình trạng là mình đá đi thì lại người ta đá lại cho mình ấy. Mình lấy con nào mình cái gì lấy ngay. Nhưng là đông rồi, mình đã đá được một đứa thì nó thằng khác lại đá đấy, mình là phải gặp lại đúng chỗ đấy, gấp ngã cứ ngã như nào thì mình nhanh chóng là cưới ngay. Còn để lâu phát là như kiểu khác thì quân từ xưa nay anh đi tán gái vậy là không, bây giờ cho bạn bè đi theo, không giới thiệu cho bạn bè. Giới thiệu thì ông mà giới thiệu ông Tuân nó lại thích Tuân, nghĩa là hàm luôn đấy là mất thì thế. Thì cho bạn nó càng chắc nào tốt cả, toàn đi cùng là nó lấy mất, nó lấy ngay nghĩa là kẹp ngay. Trong sách vở ấy, thì bảo là cơm thầy vợ bạn, nhưng mà trong ngoài đời thì đấy chỉ có tính vậy thôi. Không tin gì đâu, cứ anh em kết nghĩa là đang nguy hiểm kìa. Nó nhận anh em kết nghĩa. Không chưa được. Ngoài Nội tôi bao nhiêu năm ngoài Nội tôi biết rồi. Làm Tam Sông ấy. Anh ấy ngồi xa. Gái làm Tam Sông ấy. Nó về Hà Nội nó chọi. Là nó về đấy là tối đi làm. Tối làm là ca tối. Ca tối làm ở Hà Nội. Bao nhiêu đứa nha, tôi nói thật, trọ gần chơi trọ kìa. Là cứ ở quê chồng ở nhà vẫn ở nhà. Mà ra rồi làm đi bán hàng đấy. Nhưng toàn cặp thôi, cặp lấy tiền nhưng bán hàng cái gì, bán hàng gì. Cứ thuê trọ thôi, nhưng mà sau là đầu tiên là bán hàng. Nhưng mà là bán hàng thì nó chỉ thuê cho 6 triệu giá thôi. Là đi học và bỏ đi. Tối về cặp. Thì ở chung cư thôi. Còn anh ơi, em bạn đẹp chúc khỏe nhé. Em tên là Duy, em còn 94. À, nhưng mà em ít tuổi hơn rồi. Ít hơn à? Ít hơn. 6 ạ. Mẹ giới thiệu tất cả quý vị các bạn nhé, đây là nhà Bùi Minh Tuân, đây là nhà cô Tuyết Trần nhé, chuyên là xôi. Hôm nay thì Trần Lâm đi tắm đi ship xôi. Hôm nay em ở chỗ nào? À, xã nào không ăn? Em ở Diện. Ở Diện Sơn Gôn, gần Diện. Cổng Sơn Gôn chẳng ai. Cổng Sơn Gôn. À. Ngày trước cũng thỉnh thoảng xuống lấy chơi, nhưng mà cái đường mà từ đây lấy gần như nhỉ, cứ thời cái bọn 30 hơn 30 gần 30 cái này em là điên ạ, tập 27 cây nguyên từ 38 cây lên chỗ nó qua nó là 14 cây rồi, cũng bằng từ đây xuống cho ba vậy thì gần 30 28 cây từ đây xuống cho ba 13 cây nếu mà từ đây là 14 đấy chầu cho cây đây khu này là uống rượu nhà cũ mẹ hai lần rồi. Không yên nữa. Không yên, không yên, nói đang nó uống nhiều nhà cũ kìa. Hai lần rồi. Đợt có cả Duy này, đó là phát triển. Đất lẩu. Đấy đấy phát triển tốt. Anh nhìn nhỉ? Đấy ăn chơi hơn nhau quang, cái gì chân. Cũng như là muốn em Việt nhiều hơn, thế đó. Ở Việt bên kia thì nói. Việt Nam. Việt này khác biệt. Chú bác nhà, anh em mình lại gặp bữa nào gì còn thấy cháu. Thôi chị kia rồi sao? Không biết, nó thấy vẫn đi chùa ngoài đấy mà. Đi chùa thì là đi sư cái đấy, đâu phải là bạn quan gì đấy.
Mấy đợt ăn ở nhà em toàn bảo luộc mang cho ăn nhỉ? Không, nó đã ăn rồi. Thế là từ giờ một buổi không ăn thôi. Nó là như này, trước kiểu... toàn ăn mang luộc rồi, cái rau rồi. Bây giờ là không lấy rồi, cá bình thường. Sức thanh niên là sao mà ăn kiên thịt như vậy được? Không phải. Ông phải biết là những đứa mà không muốn lấy vợ ấy là nó bị yếu, yếu về kia. Nó không thiếp, nó không thích. Như anh em mình là nhìn nó ra mắt hao 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 thì là phải tìm đủ mọi cách. Nhìn nó mắt không khớp thế nào. Nhưng mà phải lươn lẹo lừa lọc cái đấy. Thì mới lấy được bạn. Yêu rồi, thiếp lắm. Thì rồi, không cúp làm dây là mày chết ra ngay. Còn kia lại không thích thì nó vậy thôi. Tôi nói thật luôn là cái bệnh nó như vậy. Vậy nó chơi thôi, gọi là nó không như anh em mình, lại gạt gái là mình kể cả là yêu hay không yêu thì nó xinh xinh như này nọ thì mình cũng phải có thêm một tí nữa. Con tôi, con gái, con trai yêu một mắt, con gái kể cả nó đẹp đến mấy nhưng mà một thằng xấu đấy nó mình tán một con không phải một con đâu, hai ba con dẻo, ba bốn con. Con trai với con gái nó cũng phải dẻo, không phải dẻo, cái nhìn thì con kia xinh xinh là thích. Với lại cũng phải nói phép tốt. Nếu mà đi tán được nhiều phải nói. Nghĩa là mình biết qua quá trình như này nhá. Nhiều khi nhiều đứa nó thích mình nhưng mình không thích nó chẳng hạn. Có đi ăn con hàng trong nhà. Nhưng mình vẫn phải có vậy. Cứ tình cảm là một đứa mang về rất lăm gái. Nhưng mà toàn lấy ảnh của thằng anh chỗ bên ngoài nhà nhà to đấy. Nguyên có lấy ảnh nhà ông đấy mà được ăn gái. Nó toàn thấy con rồi ở cái nhà. Trong này cái đợt Covid. Nếu mà nếu mà để lên mạng một con gái ấy, như này thì nó có dịch vụ về đây biết nhà anh thôi. Mình ra đường toàn mình phải làm xấu mình đi ấy. xấu bớt đi mình lại không có quen thế nào hết thì mình có tồn tại được. Đi chở hàng đỗ kia mà đã là dê mình như nào mình không, mình một mực được không, vì là một vợ đéo nuôi được thì là thêm đứa nữa thì lúc đấy cái là chắp tay nam mua gì là mặc nghe mình khôn khéo chỗ đấy không chết ngay. Không phải anh quay mất tiền ngu, không mất tiền ngu mà nó là như này. Mình biết thừa là khi mình làm cái điều này thì nó bị ảnh hưởng là cái là nó không đã mớm vào là nhiều là con mùi có mùi mãi mà cũng chết. Thành thói quen. Còn nếu mà bỏ tiền ra thì mẹ gái thì lỗi gì huýt sáo câu. Nếu mất tiền đi. Nếu nào không cái là ý là bọn gái theo mặt chất đi. Đây. Chỉ cần lấy tôm bọn trẻ con là trưng lên ăn được mà trưng nấu luôn trưng lên chớ vào ngươi đi. Mãi rồi đi kêu ấy. Rồi đi kêu. Cái này đánh nó không đẹp như mà tất cả quý vị các bạn nhé. Từ đấy ra cả ngoài. Quên sao không ra cả. Ngon.